với các nước khác trên thế giới, nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành công nghiệp không có ống khói, mang lại thu nhập lớn cho nền kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Hiện tại, Việt Nam đang có mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh nghiệp tế mũi nhọn. Thì năm 2012, hàng loạt tạp chí và tổ chức chuyên về du lịch quốc tế và khu vực đưa Việt Nam vào danh sách những địa điểm hấp dẫn nhất đối với du khách quốc tế. Thì kết quả điều tra do Hiệp hội Du lịch Mỹ công bố, Việt Nam đứng đầu nhóm đầu danh sách các điểm du lịch được bình chọn là điểm đến trong năm 2012. Thì Việt Nam còn được gọi là vùng đất nghỉ dưỡng của cư dân thế giới và đón nhận hàng chục triệu lượt khách hàng năm. Không ngừng tại đó thì ngành du lịch đã và đang thực hiện những chiến lược dài để Việt Nam trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu. Thì trong đó quan trọng nhất là đầu tư vào chất lượng nhân sự của ngành. Thì hàng loạt các khách sạn 5 sao, resort cao cấp của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới mọc lên không ngừng tại các thành phố lớn, thì càng chứng tỏ nhân lực Việt Nam trong ngành du lịch khách sạn, nhà hàng cần phải được đào tạo các cái bài bản chuyên nghiệp và chuyên sâu để có thể đáp ứng đủ yêu cầu làm việc tại các tập đoàn các nước trên thế giới. Thì sẽ không sai khi nói rằng sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn tại một trong cái chương trình chuẩn sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, đặc biệt là đối với những bạn đi du học thì đó sẽ là một lợi thế cạnh tranh hơn, vì các bạn được đào tạo và được hưởng nền giáo dục chất lượng tại Singapore, một nước phát triển hàng đầu châu Á. Thì nếu có ý định đi du học về ngành du lịch khách sạn thì đất nước Singapore sẽ là một lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Thì Tân Đại Dương hiện nay là đại diện tuyển sinh hệ thống các trường tại Singapore chuyên về ngành du lịch khách sạn. Thì các trường chuyên về ngành du lịch khách sạn tại Singapore đào tạo từ chứng chỉ tiếng Anh sơ cấp, trung cấp, cao cấp cho đến các cái chương trình như là cao đẳng, đại học và thạc sĩ. Thì các cái trường hiện nay đào tạo về các chuyên ngành du lịch khách sạn như là EIC, Nanyang, Bisbee Academy hay là Sam Cook, Kaplan, MBIS, SHIM, rất là nhiều trường. Và để hiểu rõ hơn về chi phí học phí sinh hoạt tại Singapore thì các bạn có thể liên hệ Tân Đại Dương hoặc truy cập website tundaiduong.edu.vn. Chi tiết hơn nữa thì các bạn hãy gọi ngay cho các tư vấn viên, đó là vào số 0838484879. Và như chị Lâm Di Sa vừa giới thiệu thì học ngành du lịch khách sạn trong quá trình học sẽ được thực tập hưởng lương. Như vậy thì cơ hội việc làm sau khi ra trường đối với ngành này sẽ như thế nào ạ? Thì tùy theo cái trình độ và nguyện vọng của các bạn trẻ Việt Nam mà đang theo đuổi cái nghề du lịch khách sạn thì khá dễ dàng trong cái việc là tìm việc làm. Du học Singapore thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên là không chỉ là nâng cao về cái trình độ tiếng Anh cũng như là kiến thức chuyên môn mà còn những cái kỹ năng về nghề nghiệp cũng như là kỹ năng giao tiếp. Những điều này thì vô cùng cần thiết cho công việc tương lai của các bạn. Tổng cục Du lịch Singapore đặt ra mục tiêu là sẽ tạo ra là 100.000 việc làm trong 5 năm tới và sẽ có cơ hội việc làm cũng như là triển vọng sáng lạn cho các bạn mà chọn học ngành du lịch khách sạn tại Singapore. Và đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho các người lao động Việt Nam đang tìm kiếm một vị trí tốt ở những khách sạn, ở những cái khu resort ở tại Singapore. Và khi ngành du lịch trong nước đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu nguồn nhân lực thì đang được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu. Theo thống kê của Bộ Nhân lực Singapore thì có hơn 80% người lao động làm trong lĩnh vực là du lịch khách sạn, một ngành hot tại Singapore, với mức thu nhập dành cho sinh viên mới ra trường là từ khoảng là 2.500 đến 3.000 đô la Sing một tháng. Bên cạnh đó thì cơ hội việc làm về ngành du lịch khách sạn tại Singapore thì rất là cao hơn so với các nước như là Thụy Sĩ hay là Mỹ hay là Anh chẳng hạn, nên là các bạn có thể là yên tâm khi chọn học ngành du lịch khách sạn này nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.